Kính chào bà con và quý khán giả. Rất vui vì mỗi ngày chúng tôi lại được cùng với bà con và quý khán giả cập nhật những thông tin hữu ích trên lĩnh vực nông nghiệp. Và không biết quý vị có nhận ra đây là loại cây nào không ạ? Dần đó chính là cây Nam Hương. Chúng có một ý nghĩa đặc biệt mà nhà vườn miền Tây đang bán rất chạy. Và bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay tiếp tục mang đến cho bà con không khí sản xuất hàng Tết, hoa kiểng, trái cây rộn ràng ở khắp nơi. Mời bà con điểm nhanh thông tin hôm nay cùng chúng tôi. Cây kiểng để bàn có tên thần tài, hút khách ở miền Tây, giá khá cao. Hoa kiểng làm đẹp cho đời nhờ hương sắc. Lý do khiến cho nhiều du khách tập trung về làng hoa Sa Đéc để ngắm, chụp ảnh và trải nghiệm trồng thử. Lâm Đồng chăm chút những đặc sản đón Tết, trong đó có dâu tây. Khoai tây chất lượng cao có liên kết, hướng đi mới và thu nhập ổn định cho nhà vườn tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù càng gần Tết, thị trường hoa kiểng rất rộn ràng nhưng mà giá hoa tại xứ sở ngàn hoa Đà Lạt lại sụt giảm do thị trường tiêu thụ giảm đi. Trước đó, giá hoa tại Đà Lạt tăng mạnh là vào dịp lễ 20 tháng 10 và 20 tháng 11. Còn thời điểm này thì giá nhiều loại hoa như là hoa hồng đỏ, lily, đồng tiền đều giảm so với tuần trước. Mời bà con và quý khán giả cập nhật giá hoa và các loại rau củ Đà Lạt sau đây. Cụ thể, hoa cúc chùm 4.000 đồng một bó, giảm 1.000 đồng một bó. Hoa cúc cành 12.000 đồng một chục, giảm 6.000 đồng một chục. Hoa đồng tiền 25.000 đồng một chục. Hoa lai ơn 26.000 đồng một chục, đều giảm 2.000 đồng một chục. Hoa hồng đỏ 26.000 đồng một chục, giảm 2.000 đồng một chục. Hoa hồng màu 23.000 đồng một chục, giảm 3.000 đồng một chục. Hoa lily Sorbonne và Concador 50.000 đến 60.000 đồng một bó, đều giảm 5.000 đồng một bó so với tuần trước. Đối với các loại rau củ quả, hành lá 10.000 đồng một ký, xà lách lulu xanh 7.000 đồng một ký, đều tăng 2.000 đồng một ký, đậu leo 7.000 đồng một ký, xà lách coron 9.000 đồng một ký, đều giảm 1.000 đồng một ký, ớt chuông Đà Lạt màu đỏ 13.000 đồng một ký, giảm 5.000 đồng một ký. Do nguồn cung nhiều, thị trường tiêu thụ giảm nên giá ớt sừng giảm mạnh so với tuần trước. Giá ớt sừng tuần qua là 4.000 đồng một ký, giảm 12.000 đồng một ký so với tuần trước. Thưa quý khán giả và bà con, Tết năm nay thì các nhà vườn trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xuống giống khoảng 1.500 hecta hoa các cành các loại. Trước đó, nhiều công ty đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng đã nhập khẩu hàng chục triệu cây củ hoa giống cao cấp như là lily, tulip, lan hồ điệp, cát tường, vân vân về để mà phục vụ việc gieo trồng của người dân trong vùng. Riêng diện tích hoa cúc đạt khoảng 544 hecta, tập trung chủ yếu tại các làng hoa chuyên canh như Thái Phiên, Hà Đông và làng hoa Xuân Thành. Ngoài ra, trong vụ hoa Tết 2019 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, còn có khoảng 312 hecta hoa hồng và khoảng 260 hecta các loại hoa khác sẽ cho thu hoạch phục vụ nhu cầu của thị trường. Theo một số nhà vườn, hiện nay thời tiết tại Đà Lạt khá thuận lợi cho sinh trưởng phát triển của cây hoa. Tết đến xuân về, hoa kiểng được lựa chọn nhiều nhất với ý nghĩa khác nhau, nhưng mà đa số là mang điềm lành cho gia chủ. Và đây là những cây Nam Hương, nhiều người còn gọi chúng là cây thần tài. Nghe thôi là cũng đã thấy có tiền có bạc rồi đúng không chị Ngọc Như? Rất là ý nghĩa. Và những cái cây ý nghĩa như vậy thì được nhiều người chọn mua Tết, nên thời gian gần đây tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện cây Nam Hương để phục vụ khách hàng. Tuy nhiên thì chúng lại có giá khá là cao. Do cây nhỏ gọn thích hợp để trưng trên bàn, cây có lá xanh mọc lên từng chiếc bắp màu đỏ. Từ bắp đỏ này, cây lại mọc ra những bông hoa màu tím trông rất lạ mắt, nên được nhiều người chọn mua làm cây văn phòng, để bàn trang trí phòng làm việc với mong muốn mang lại may mắn. Hiện giá bán mỗi cây Nam Hương có chiều cao khoảng 20cm là 70.000 đồng. Tuy giá cao nhưng hiện cung vẫn không đủ cầu. Các nhà vườn trồng dâu tây ở Lâm Đồng đang tập trung đầu tư chăm sóc dâu tây để phục vụ thị trường mùa Tết, nhất là đối với những vườn dâu phục vụ du lịch canh nông. Tổng diện tích dâu tây ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay là gần 190 hecta, trong đó diện tích dâu tây được trồng trong nhà kính là gần 50 hecta. Thành phố Đà Lạt là địa phương trồng dâu tây chủ lực với khoảng 120 hecta. Dâu tây là loại cây đặc sản mang lại nguồn thu chủ lực cho nhiều nông hộ, nhất là ở thành phố Đà Lạt và một số huyện lân cận như Lạc Dương, Đơn Dương. Hiện bên cạnh một số giống dâu phổ biến như Mỹ Đá, Mỹ Thơm, New Zealand, các doanh nghiệp và bà con đã đưa vào sản xuất nhiều giống dâu tây mới được nhập từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Chính sự đa dạng trong cơ cấu giống
lại được áp dụng bài bản quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, cơ sở hạ tầng được đầu tư đảm bảo, nên cây dâu tây cho năng suất ngày càng ổn định, 120 tạ một hecta. Năm 2018, sản lượng dâu tây Lâm Đồng là trên 2.200 tấn. Năm nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cơ bản phát triển ổn định, không có biến động lớn. Giá heo hơi ổn định ở mức cao, giá trứng và thịt gia cầm cũng tăng, nên người chăn nuôi đầu tư tăng đàn lấy nguồn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Hiện đàn heo trên địa bàn tỉnh này là gần 460.200 con, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm thủy cầm gần 5.985.000 con. Dự kiến năm 2019, tỉnh Lâm Đồng sẽ tăng đàn heo trên 474.000 con, tăng 3% so với năm 2018. Kính thưa bà con, thông tin vui đối với nhà vườn trồng thanh long tại tỉnh Tiền Giang là hiện nay giá đang tăng rất là mạnh, đã tạo niềm vui đón Tết cho nhà vườn. Hiện nay thanh long ruột đỏ thương lái thu mua khoảng 40.000 đồng một ký, tăng 3-4 lần so với đầu tháng 10. Theo ngành nông nghiệp tỉnh thì thanh long được xác định là một trong những cây ăn trái chủ lực của địa phương. Toàn tỉnh hiện có trên 6.000 hecta thanh long trồng dưới dạng chuyên canh, cho sản lượng hàng trăm ngàn tấn trái mỗi năm. Và đặc biệt là bà con đang áp dụng rộng rãi kỹ thuật sông đèn xử lý cho trái rải vụ. Với kỹ thuật này thì mỗi năm nông dân thu hoạch từ 3 cho đến 4 vụ thanh long, năng suất đạt từ 30 đến 40 tấn trái một hecta. Sau khi trừ đi chi phí thì còn lời khoảng 1 tỷ đồng mỗi hecta. Không biết là chị Ngọc Như có để ý, tôi thấy là gần đây nhiều công ty đã chủ động hơn trong việc bao tiêu, liên kết tiêu thụ sản phẩm của nông dân. Thường thì công ty bao tiêu những cái sản phẩm với số lượng lớn và chất lượng cũng phải rất là cao. Và từ cái xu hướng này mà đã dần xóa bỏ tập quán trồng manh mún nhỏ lẻ của nông dân. Và không chỉ công ty doanh nghiệp ở trong nước mà hiện nay có cả các công ty nước ngoài trực tiếp liên kết với nông dân. Hội Nông dân huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn Orient Hàn Quốc đã ký kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm khoảng 100 hecta khoai tây vụ đông với người nông dân. Theo đó, hàng trăm nông dân nhiều xã trong huyện liên kết với công ty Orient, chuyên sản xuất khoai tây vụ đông, cung cấp cho công ty sản xuất mặt hàng snack khoai tây. Vì vậy, nông dân sẽ được công ty hỗ trợ giống, kỹ thuật canh tác, cho năng suất khoai tây khi hợp tác trồng với công ty Orient, hiện đang ở mức từ 20 đến 25 tấn một hecta, mang lại thu nhập ổn định cho nông dân. Được biết, ban đầu chỉ thử nghiệm liên kết 20 hecta khoai tây. Hiện diện tích khoai tây ngày càng tăng và sẽ tiếp tục tăng, tùy theo nhu cầu mở rộng thị trường của công ty Orient. Hiện nay, nhu cầu sử dụng khoai tây trong chế biến tại gia đình cũng như là các nhà máy công nghiệp ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, thì do điều kiện thời tiết ở Lâm Đồng chỉ có thể canh tác khoai tây vào mùa khô. Còn vào mùa mưa thì sản lượng khoai tây sụt giảm, chính là cơ hội để cho khoai tây ngoại nhập kém chất lượng trà trộn vào địa bàn, giả danh thương hiệu khoai tây Đà Lạt, gây tổn hại đến thương hiệu cũng như là quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng. Dự án khuyến nông xây dựng mô hình khoai tây sạch bệnh giá thành thấp do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây rau và hoa thực hiện đã góp phần giải quyết vấn đề chất lượng và thương hiệu khoai tây Đà Lạt. Mời bà con và quý khán giả xem phóng sự do phóng viên chương trình vừa thực hiện. Xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt là vùng sản xuất khoai tây trọng điểm của Đà Lạt, Lâm Đồng, nơi sản xuất ra phần lớn khoai tây thương hiệu Đà Lạt cung cấp cho thị trường. Tuy nhiên, từ trước đến nay, nhân dân trong vùng tự giữ giống khoai tây trong điều kiện bảo quản thông thường và canh tác khoai tây theo thói quen truyền thống nên còn nhiều hạn chế. Nằm trong hoạt động đề án khuyến nông, xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh, giá thành thấp, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa đã trực tiếp hỗ trợ nông hộ giống khoai tây nguyên chủng, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chăm bón, thay đổi dần thói quen canh tác của nông hộ từ tự phát sang việc tuân thủ các quy định chăm sóc đúng quy trình. Sau khi tôi trồng giống này, tôi phải để giống lại và tôi chia sẻ cho bà con cùng trồng và để mà lần lần chúng ta sản xuất cái giống sạch bệnh để mà nông dân dễ chăm bón và đạt cái năng suất hơn. Nếu mà làm như khoai tây truyền thống thì giống này có thể đạt hơn từ 25% trở lên. Thông qua cái dự án mà của Viện Nghiên cứu Khuyến nông Trung ương này, thông qua bên Trung tâm Khoai tây Rau Hoa thì chuyển giao cái giống khoai tây BO3 sạch bệnh cho nông dân. Thì trên cơ sở đó thì người nông dân có được cái nguồn giống sạch bệnh. Ở đây hiện tại là cái mô hình và cũng rất mong muốn là qua những cái lớp tập huấn mà Trung tâm Khoai tây Rau Hoa triển khai thì người nông dân nắm vững cái kỹ thuật, đồng thời là có cái phổ biến về cái nguồn giống sạch bệnh cho nông dân sản xuất khoai tây tại địa phương.
Trước khi tiến hành sản xuất giống khoai tây sạch bệnh, các hộ được chọn tham gia mô hình đã được tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây giống sạch bệnh. Trong quá trình sản xuất, hàng ngày các nông hộ phải theo dõi sát sao tình hình phát triển của cây khoai tây theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa nhằm có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình chăm sóc. Đặc biệt, các vườn khảo nghiệm giống khoai tây sạch bệnh luôn ưu tiên sử dụng phân bón và vật tư nông nghiệp có nguồn gốc vi sinh. Không chỉ triển khai tại Đà Lạt, đề án sản xuất giống khoai tây sạch bệnh còn triển khai tại địa bàn huyện Đơn Dương với việc tăng hơn 20% so với cách sản xuất thông thường. Từ các yếu tố trên sẽ thu lại hiệu quả kinh tế cao nhất trên một đơn vị diện tích. Mặt khác, khả năng nhân rộng các mô hình sản xuất này không còn quá khó khăn. Trung tâm nghiên cứu khoai tây Rau Hoa đã rất là cố gắng để cải thiện tiếp cái quy trình sản xuất của giống khoai tây để đưa ra cho bà con những cái của giống khoai tây, những cái giống khoai tây mà đạt chất lượng tốt nhất. Và trong từ năm 2016 thì chúng tôi cũng đã thực hiện được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao thực hiện cái dự án là xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh. Thì đây là một điều kiện rất tốt để bà con nông dân được tiếp cận với những nguồn giống sạch bệnh, bởi vì dự án là đã hỗ trợ bà con nông dân về giống, vật tư và đặc biệt là chúng tôi cũng nghiên cứu để tập huấn bà con về kỹ thuật canh tác giống khoai tây để đảm bảo làm sao để cái chi phí trong cái quá trình chăm sóc là thấp nhất và cái hiệu quả mang lại là năng suất là cao nhất. Việc áp dụng quy trình sản xuất giống khoai tây sạch bệnh giá thành thấp đã giúp nông hộ không còn phải chịu tình trạng bị thiệt hại do nguồn giống kém chất lượng. Đây cũng là niềm vui để nông dân Lâm Đồng yên tâm gắn bó với cây khoai tây. Theo đánh giá của cơ quan thực hiện dự án, thì giá củ giống nguyên chủng trên thị trường trong năm 2017 và 2018 dự kiến là 18.000 đến 20.000 đồng một ký, trong khi giá giống nguyên chủng của dự án khi thực hiện mô hình chỉ khoảng 11 đến 12.000 đồng một ký. Dự án chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống khoai tây sạch bệnh giá thành thấp được thực hiện trên mô hình khoai tây nguyên chủng và khoai tây xác nhận, phục vụ cho cả ăn tươi và chế biến. Sau 3 năm triển khai, từ năm 2016 đến nay, dự án sản xuất khoai tây giống sạch bệnh giá thành thấp đã góp phần thúc đẩy lĩnh vực khoai tây của tỉnh Lâm Đồng và cả nước đạt mục tiêu bền vững. Giải pháp nâng cao chất lượng giống khoai tây Đà Lạt đang là hướng phát triển bền vững cho nông dân trồng khoai Lâm Đồng trong việc tạo dựng thương hiệu và nâng cao thu nhập. Nhà thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Nếu như có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu những cây con giống, các mô hình sản xuất hay, thì bà con hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc là điện thoại 0263 3829 930. Xin kính chào tạm biệt.